Xin chào mọi người nhé. Chào tất cả anh em nhé. Thì đúng như lời em đã nói hôm trước thì hôm nay là cách video trước khoảng 2 ngày, hôm nay em lại về một lô loa nữa, loa Mỹ. Trong đó có các model MR835, 838 và loa di giấy 115. MDD115 đều của JB nhé các bác nhé. Hôm nay về một lô toàn JB thôi. Trong đó có 838, 938, 835, di giấy 115, MD115. Thì em làm video này để giới thiệu các bác và cũng là báo cáo với anh em mặt hàng hôm nay nó đã về nhá. Và sau đây là em sẽ bóc thùng và kiểm tra hàng. Đó là bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cho mình những đôi loa như ý nhá, ưng ý nhá. Đây là đôi MD115. Tình trạng đẹp như mới các bác nhé. Đấy, tất cả những hàng em về rất là đẹp, mới này, nguyên bụi này, chưa lau chùi gì, chưa vệ sinh gì, góc cạnh đều đẹp, da bọc lỉ nhé các bác nhá. Nên là lòng GZX và MDD này thì là mọc nỉ các bác nhá. Một bát 40, một tép kèm titan, nó còn đẹp lắm các bác nhá. MDD 200 này, đó các bác. Đây là Mexico các bác nhá, sản xuất tại Mexico luôn này. MDD 200, mã model MDD 215 các bác này. Giác hỗ trợ niêu chích và 6 ly các bác nhá. Vỏ nỉ các bác ạ, rất là đẹp, sạch sẽ, chưa không bị xất xát gì cả, rất tuyệt vời. Đây anh em mình về chỉ việc lau chùi. Đấy, không xất xát gì các bác nhá, tình trạng rất đẹp này. Đây là chiếc thứ hai của nó các bác này. Toàn góc cạnh rất đẹp các bác. Hàng còn chuẩn mà đẹp lắm các bác. Đây, mặt trước đây các bác. Rất đẹp rồi. Hai căn còn sạch sẽ. Cạnh rất đẹp. Lúc nữa em sẽ làm một cái video, em sẽ mở ruột cho các bác xem. Bây giờ em tranh thủ bóc ra để em vệ sinh nữa các bác nhé. Em làm video đến đây để thông báo các bác. Còn đây là đôi 938 này các bác này. 938 đẹp, tuyệt vời luôn. Còn nguyên em chưa bóc. Chín ba tám và 838 như nhau đúng không nhé, cùng đều chạy bát 50, một chung 25, một tép kèn. Còn đây là một model quen thuộc nữa, đây là 835 các bác nhé, 835. Hàng đều còn rất đẹp, góc cạnh rất đẹp, sạch sẽ, mày chỉ việc đánh xi được các bác nhé. Nào có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại 0936019001. Nhớ bấm đăng ký kênh em để chia sẻ rồi đăng ký kênh em để các bác theo dõi những sản phẩm của em sẽ dạy liên tục cho các bác, sẽ được lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt luôn nha. Rồi, em xin phép dừng video đây, cảm ơn các bác đã quý theo dõi video của em nhé. Giờ em làm vệ sinh xong rồi em sẽ mở ruột để đăng lại video mới cho các bác.